tiền bạn luôn anh. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Ôi các bạn, máy kéo đang phượt vô hai lớp. Hai lớp này tầm cũng 50 á. Đây kìa. Bao phê chưa? Bấm. Đây đó các bạn. Để đầu cu ta. Dàn chân 70 nha, xích 70 á, 5 tắc. Bây giờ 54 gai. Để tốc độ đỉnh nè. Rồi vì cậu vô đầu tiên. Lên dốc. Rồi bị chị chú ruộng phải chạy dữ rồi. Đây đang chỉ chỗ các bạn. Đây cây 93 đang ủi. Một số anh em đang canh bắt chuột. Rồi tiếp tục máy kéo thứ hai. Rồi rồi. Ông nào hôm nay bấm kìa má ơi. Mê vậy thì kìa ta lấy gà tay luôn đi ghê ta. Ồ, bấm bè tiếp chưa. Máy này thì ở bên đội hình của 93 với 105 nha, 105 Pro. Còn cậu hồi nãy vô là bên đội hình của 115 Pro với 105X. Lên dốc luôn. Như cũng chung chủ luôn là gì vậy. Rồi anh em chắc lúa ở đây. Dòm chắc lúa đó hết đó các bạn. Đây chung chủ mà. Rồi tiếp tục mình quay lên ha. Còn mấy mấy chiếc máy kéo ngoài thì chưa đầy. Rồi tiếp tục mình xem chiếc 105 đang phượt vô. Tốc độ siêu nhanh. Hết hồn ha. Chạy gắt ngọt nghe các bạn. Phải nói là đỉnh luôn. Tốc độ cỡ này chạy quá quá ngọt. Bạn có nghe hử ghẹ gì luôn. Grip thiệt. Tốc độ là 70 chạy không kịp luôn đó nha các bạn. Cũng khiếp cái tốc độ. Chiếc máy cũng quá đẹp luôn. Wow. Để đâu không biết. Đây, cây bên đây thì cây 70. Thái nha các bạn. À, còn tốt cái dưới đầu dưới thì cây 115. Cây 115 hàm 2,5 m. Đang chạy đầu dưới nè các bạn. Xa quá. Ôi ôi
con máy kéo bên đây nó chạy kìa. Má ơi, bấm kìa bạn, ghê trời. Cũng chưa, bên đây là của đội hình bên 93 105, vô một cây rồi còn cây. Ở bên đó thì cây 70. Hiện tại 7 cây mà đang ra đồng cắt chỉ có 6 cây. Còn mấy cây kia còn một cây 70 đang đậu trên bờ kinh đó các bạn. Chắc thấy đông quá rồi cũng làm biến ra. Rồi giờ chiếc 100 lẻ đang chạy ra lại. Làm như vô lấy bao lấy dây gì các bạn. Dưới đây thì muốn banh này bởi giờ anh em dọn lên trên này nha các bạn. Cây 93 và một cây 105 và rồ và 115. Hiện tại là ba cây ở đầu trên đang dọn lên trên nè. Đây cây 115 rồi rồi. Rồi máy kéo bấm ga nè các bạn. Yeah. Chung là đường dài này buộc phải bấm tốc độ không đó nha các bạn. Rồi các bạn, máy kéo bên đây chở nhiều nè, ba lớp. À, đang bấm vô luôn kìa. Ây cha. Trời ơi. À, tài xế bên đây mới chịu đạp dữ nữa nè ông ơi. Tôi có hơi máy kìa các bạn. Hì hì luôn á. Ok à. Đạp mới thấy ghê không? Trời ơi, chắc nữa hả? Chưa chịu thua các bạn ơi, còn lên nữa kìa, ba lớp rồi, thấy ghê trời. Ôi ở bển kìa, hai cổ bển túa ra kìa các bạn. Ủa lần này nó đạp nha kìa. Ủa rồi mấy kéo ở đây cũng đang chắc lúa xong rồi, đang bấm ra nữa nè. Đỉnh luôn ha. Đây các bạn, hai cây Kuta 70 nè. Ở bên đó thì hai cây máy kéo đó hỗ trợ cho hai cây 70 bản đó, hai cây 70 Thái không nha.
cắt bên đó làm gì hơi dẻo rồi, nghiêng bên luôn rồi, rồi đâm bên luôn rồi. Rồi 105X và 105 Pro, 105 Pro ở dưới đang giác lên. Rồi đây thì cây 105X. Cái màu quá đẹp. Rớt dép luôn. Đẩy phóng phóng nha. Rồi máy kéo kìa các bạn. Chở kìa, qua đường mương nha. Ý trời ơi, nó kéo, ý trời ơi, lên nha, chết mẹ rồi, gì giật giật cái trời, wow, nó mạnh ghê trời, ba lớp luôn nha bạn, muốn lắp tài xế luôn. Ghê vậy. Đây, chủ máy chủ ruộng gì dưới đây lừ luôn nè. Lên dốc à, máy mạnh ghê quá bà, chở cỡ đó lên ào ào luôn.